À, xin chào mọi người ạ. Ngày hôm nay thì cơ sở bên em là đến bàn giao cho gia đình nhà anh nhá. Anh Trung ở dưới thành phố Thanh Hóa là một bộ tranh tứ quý bằng gỗ mun. Sản phẩm thì đã được hoàn thiện là sơn PU bóng mờ và hiện tại thì đang được treo lắp trên cái không gian phòng khách của gia đình. Thì sau đây em cùng mọi người cùng em là đi vào chi tiết hơn về sản phẩm nha chị nhá. Hiện tại thì bộ sản phẩm này thì có chiều cao là 1m27, ở chiều rộng của bộ này nó rơi vào là 38 phân. Và được đục tay vuông cong cực kỳ là sắc nét anh chị nhá. Mọi người thấy không? Mòn móc móc tỉa bên trong rất là đẹp này. Đó. Và cái chất và cái gỗ này thì hiện tại thì cơ sở bên là phun trần lộ nguyên vân. Vâng. Muôn hoa Lào. Thì để nói về gỗ để làm tranh tứ quý, để làm tranh thì hiện tại thì muôn hoa thì nó đã là dòng gỗ mà gọi là VIP nhất, đẳng cấp nhất rồi ạ. Vâng. Bởi vì đối với làm tranh thì mình sẽ yêu cầu những cái ván gỗ nó có, thứ nhất là nó phải đủ kích thước thì mình và nó đủ đẹp thì mình mới làm được tranh. Thì hiện tại Moon đang là cái dòng gỗ làm tranh là cao cấp nhất rồi. Vâng, đây mọi người thấy đúng không ạ? Mòi móc móc tỉa kênh bông rất là đẹp đúng không ạ? Đó. Đây, thì như mọi người nhìn thấy là những cái phần vân này là hoàn toàn là vân tự nhiên của nó nhá. Đó, nhìn cái phần vân tự nhiên rất là đẹp. Thấy đúng không ạ? Đây. Rất là đẹp anh chị nhá. Vân hoàn toàn tự nhiên. Dạ vâng. Đây. Đó. Tiếp tục cuối cùng là cảnh mai. À, thật sự là để chọn được một cái bộ phôi ván như này thì nó cực kỳ là kỳ công anh chị nhá. Dạ vâng. Và có những ngày mà bọn em đi cả buổi cả ngày mà không kiếm được bộ ván nào thì mọi người có thể hình dung là để chọn được một cái bộ ván như này nó kỳ công đến mức như thế nào. Đó. Và toàn bộ chi tiết thì sẽ đều được cơ sở bên em là moi móc móc tỉa kênh bông. Vâng. Và để lựa chọn những cái mẫu đục đối với cái gỗ mun này thì em sẽ lựa chọn mẫu cũng rất là kỹ. Đó, để làm sao mà khi mà lên tranh thì nhìn tranh nó hài hòa, nó sẽ không bị quá rối hoặc là quá thưa. Ví dụ quá thưa hoặc là tranh đục xấu thì rất là phí gỗ. Đấy, mà quá rối thì anh chị hình dung là cái phần mun này của mình là vân nó đã đẹp rồi. Đấy, nên là khi mà làm quá rối thì nó sẽ rất là rối mắt. Đấy, nên là chính vì vậy mà đục ở gỗ mun này thì mình sẽ phải cân đối mẫu rất là kỹ. Đó, đây là cả bộ anh chị nhá. Dạ vâng. Mọi thông tin chi tiết thì quý anh chị có thể liên hệ giúp em trực tiếp qua hotline 0837 3937, hoặc quý anh chị có thể về trực tiếp cơ sở bên em có địa chỉ tại làng nghề Đại Nghiệp Tân Dân Phú Xuyên, Hà Nội để được thăm ngắm sản phẩm trực tiếp anh chị nhé. Đây, quý anh chị có thể nhìn ngắm sản phẩm một lượt đấy. Đó. Vâng. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi cái video của em ngày hôm nay nhé. Ngoài cái mẫu tranh này ra thì hiện tại thì em sẽ có những cái mẫu tứ quý khác nữa. Và bên em sẽ có cả những cái cơ, như kiểu những cái chất gỗ khác nữa nhé. Đó, thì mọi người quan tâm thì có thể là inbox để em tư vấn kỹ hơn nhé. Em xin cảm ơn ạ.